Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách kiểm tra cái loa của cha sống chết như nào các bạn. Ở đây là mình có một cái bộ loa này xem nó có còn sống hay là đã chết, có nghĩa là cái loa này nó còn hoạt động hay không các bạn. Đấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn mình đang có một cái loa bát, đây là loa bát người ta gọi là loa to, đây là cái bát này là nó khá to, đây người ta gọi là bát 25. Tại sao người ta gọi là bát 25? Bởi vì là ở đây đến đây đo là 25 cm, nó là bát 25 đấy. Thì ở đây là cái bộ loa bát các bạn nhá, âm của nó trầm cũng như là của nó là loa bát. Thực ra cái bộ loa bát này ấy, thì cái bát của nó chất lượng khá là tốt các bạn nhá. Đấy, mà ở đây người ta quấn theo cái dây đồng được chưa? Đấy, ở bên trong này thì mình sẽ kiểm tra là nó sống hay chết thì khá đơn giản. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ sử dụng đầu tiên đấy, các bạn sẽ sử dụng một cho mình một cái đồng hồ. Ví dụ như ở đây mình có một cái đồng hồ. Ở đây là cái đồng hồ này là cái đồng hồ chuyên để đo các bạn nhá. Thì mình có thể chuyển về cái chế độ đo thông mạch hoặc là chế độ đo cái trở kháng được chưa? Ví dụ như ở đây chuyển về chế độ đo thông mạch chẳng hạn. Khi mà chuyển về chế độ đo thông mạch ấy, thì mình sẽ dí ở đây, thấy gọi là đây này. Ở đây mình sẽ đo, các bạn sẽ thấy này. Mình khi mà mình dí ở hai cái đầu này thì nó không tí thông mạch ấy, thì chứng tỏ cái loa này nó đã không hoạt động nữa và nó bị đứt rồi, đứt ngắt quãng rồi. Đấy, đó là loa bát đấy. Chuyển về chế độ đo trở này thì nó cũng không được. Được chưa? Nó tịt luôn, nó bị đứt luôn. Được chưa? Đấy. Ở đây ấy, thì mình ví dụ như ở đây mình có một cái loa khác chẳng hạn, ví dụ như ở đây mình có một cái loa khác, khi mà mình đo các bạn thấy này, các bạn thấy này, các bạn để ý ở đồng hồ cho mình này, đấy khi mà mình đo vào đây các bạn thấy đấy, các bạn thấy cái trở cái các bạn thấy thấy dòng trở của nó lên luôn các bạn thấy này. Sẽ cho lại các bạn đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, 4.6 phải không ạ? 46 4.6 ohm. Mình chuyển về chế độ đo tít này. Thấy chưa? Đây chứng tỏ là cái loa này còn sống. Đấy. Thì ở đây ấy, thì hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái phương pháp khác là chúng ta đấu một cái dòng điện, ví như ở đây chẳng hạn. Mình sẽ đấu một cái chiều chiều âm và chiều dương vào một cái cục pin 3V hoặc là một cục pin 5V hoặc là một cục pin 1V được. Sau khi nối vào đây ấy thì các bạn sẽ để ý này. Mình sẽ ở đây mình sẽ kích cho ở đây một cái cực dương một cái âm, các bạn thấy chưa? Ở đây nó có dương và âm thì mình kích vào đây. Thì kích vào đây. Sau đó mình đặt vào đây. Thì cái loa của mình không kêu nữa. Thì chứng tỏ loa của mình bị cháy, bị đứt. Đấy, hoặc là bên trong này có vấn đề gì đâu. Đấy. Thì các bạn sẽ phải thay loa bát hoặc là các bạn có thể sửa. Sửa thì các bạn có thể thay ở trong bên trong này thường bị lỗi như này thì nó sẽ bị chết. Chết coi, được chưa? Đấy, chết coi cuốn ở cái cuộn đồng cuốn vào trong cái phần 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 coi ấy, dây đồng cuốn vào coi ấy, cái cổ coi cái coi kia là nó có hai loại, có cuốn dây đồng bình thường, cái dây đồng bình thường, và thứ hai là cuốn dây đẹp dẹp. Cái dây dẹp thì cái chất lượng karaoke của nó sẽ tốt hơn khi mà hát karaoke, nhưng mà về để cái độ bass của nó tốt ấy, thì người ta thường cuốn bằng cái dây đồng, được chưa? Thì nó cho khả năng bass của nó đấy hơn. Còn thường ấy thì cuốn bằng dây dẹp ấy thì thường cho những cái dàn karaoke ấy, thì người ta sẽ cho cái chất lượng âm thanh nó có vẻ nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà khi mà cuốn bằng cái dây dẹp ấy vào trong cái coi ấy thì nó sẽ phức tạp hơn. Thường là chúng ta không thể cuốn thủ công bằng tay được. Thì chúng ta thường phải mua cái coi bằng máy các bạn ạ. Nhà máy sản xuất người ta bán ra người ta chạy luôn, người ta lấy luôn, được chưa? Đấy, khi mà thử như này các bạn không thấy cái loa của chúng ta kêu kêu gì cả, hoặc là cái màng loa nó không nhúc nhích gì cả. Đấy, nó đứng im ấy, được chưa? Chúng ta chạm vào nó chả thấy nó nhúc nhích gì cả. Đấy, chả nó phản hồi gì cả thì nó là bị lỗi, được chưa? Đó. Đấy, ở đây là cái loa súp, loa bát này gọi là loa súp ấy.
đấy. Còn khi mà các bạn thử vào một đây, đây là một cái loa chét này, loa chét này thì mà các bạn cũng thử vào chiều dương thì các bạn thực ra các bạn thử vào chiều nào cũng được, nhưng mình khuyến cáo các bạn để các bạn quen thuộc ấy thì các bạn nên để đặt dương vào dương, âm vào âm để cho nó quen đi. Mặc dù các bạn đặt ngược thì nó vẫn chả ảnh hưởng gì, bởi vì cái chỉ số vôn của nó thấp, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của loa cũng là linh kiện của loa này, được chưa? Nhưng mà mình khuyến cáo với các bạn là các bạn cứ hãy quen là cực âm vào âm, dương vào dương các bạn nhé. Đấy, khi mà các bạn thấy cái loa khi mà đặt vào ấy, đặt vào cực, các bạn thấy loa của chúng ta chọt chọt chẹt như này. Đấy, khi mà các bạn chạm vào ấy, các bạn thấy nó phản hồi như này thì chứng tỏ là nó còn sống, nó còn hoạt động. Các bạn thấy chưa? Đây này, các bạn thấy cái màng loa của nó, các bạn thấy chưa? Đấy, thì cái màng loa của nó như vậy thì nó còn hoạt động tốt các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Nó đây các bạn xem này, mình cho các bạn xem này, các bạn thấy không? Màng loa của nó bùm bùm này, đấy mình chạm này, mình chạm này các bạn xem này, đây, chạm này, đấy chạm này, chạm này, chạm này, đấy các bạn cứ thứ thấy chạm là nó cứ nó đây các bạn thấy chạm này nó cứ nhảy sình sịch như này là loa nó còn tốt này. Đây này, đấy các bạn thấy chưa? Các bạn chạm mà thương đấy nó nhảy sình sịch như vậy cứ để nó chết rồi đấy, cảm thấy mà loa nó nhảy các bạn đấy. Đấy thì khá là đơn giản cho các bạn đấy. Khi mà các bạn xác định được như vậy thì chứng tỏ là, nhưng mà còn một nguyên nhân nữa đó chính là cái mạch phân tần này này thì nó cũng dẫn đến ảnh hưởng đến cái loa, chất lượng của loa nữa, thì các bạn phải kiểm tra thật kỹ được ạ. Đấy, đây cho anh em thợ, anh mình khuyến cáo cho anh em thợ thôi, còn anh em mình khuyến cáo cho anh em kỹ thuật và anh em thợ, còn anh em mà không chuyên thì các bạn không nên đụng vào nữa nhé. Đấy, đây là cái âm thanh ở bên trong này, đây là cái ở bên trong này là cái vành loa hay là cái gân loa, ở bên trong này nó là cái côn loa, đây là cái côn nữa nhé, cái màng loa, cái côn loa, còn đây côn loa, đây màng loa. Ở bên trong này là cái nắp, ở bên trong này là cái coi loa, và cái coi loa này nó được cuốn bằng một sợi dây đồng vào bên trong trong cái coi loa này. Khi mà có một cái dòng điện chạy qua, dòng điện cao thấp khác nhau và đổi chiều chạy qua đây thì nó làm cho cái sợi dây đồng ấy nó cuốn quanh coi loa, nó sẽ lúc đấy nó sẽ như một cái nam châm vĩnh cửu, nhưng mà nó kiểu nó phân cực rồi ạ. Đấy, nằm trong ngoài, nằm trong vĩnh cửu, nhưng mà khi mà có dòng điện qua đây thì do cái dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn, cuộn dây đồng ấy cao thấp khác nhau, nó ma sát, nó sẽ tạo ra cái dòng, và nó lúc này nó sẽ làm rung cái màng này rồi ạ, và nó sẽ có cái sóng âm truyền đến tai chúng ta, và màng nhĩ của chúng ta nhận được cái sóng âm đấy, và cái sóng âm đấy nó sẽ truyền đi não phân tích. Đấy, giống như các bạn nói chuyện với nhau ấy thì đều có màng nhĩ, kiểu loa nó cũng thế, thì thiết kế rất là hiện đại phải không ạ? Đấy, hồi xưa không có, hồi xưa là các nhà khoa học là thiên tài, hồi xưa làm sao phát minh ra một cái loa mà thay thế con người có thể tạo ra giọng nói hay. Bây giờ chỉ có không khí và mùi vị, không thể lan truyền đi khắp thế gian được, lan truyền đi khá xa được. Còn về chất lượng hình ảnh, âm thanh, video là chúng ta có thể video call cho nhau được rồi, nhưng mà chỉ có mùi vị của thức ăn mà bây giờ các bạn live stream một cái để bạn ở một nước ngoài nào đó có thể biết được chúng ta ăn món ăn này nó hương vị như nào thì chưa có nhà khoa học nào phát minh có thể lan truyền được cái hương vị và mùi vị được nhỉ? Cho nhau được, nhưng mà từ video và hình ảnh các thứ ấy thì lan truyền trực tiếp cho nhau được rồi, phải không ạ? Đấy, rất là hiện đại. Đấy, ở bên trong này là cái màng nhện, ở bên trong này là cái màng nhện này. Đấy, cái này nó không khó, nhưng mà đòi hỏi nó cái tính tỉ mỉ cũng như là cái cầu kỳ để cho cái chất lượng âm thanh nó tốt nhất các bạn nhé. Mình phải nói với các bạn như vậy. Không, các bạn không thể nhiều bạn vội vàng ấy thì các bạn chế tạo cũng như là khắc phục cái này thì cũng được thôi, nhưng mà về cái lưới đâu lại nó không ổn định. Cái này nó bị vênh cả vành các bạn này. Đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây là mình chia sẻ chi tiết với các bạn về cái kiểm tra cái sống chết của cái loa bát.
ạ, như là một cái loa bất kỳ nào đấy các bạn, được chưa? Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhìn cầm cái loa này rất là thích các bạn, nó nảy nảy như này rồi.